Trường Tương Tư 2 Tập 12 Thuở sơ khai, khi bàn cổ đại đế tạo nên thế giới này đã cai quản thiên hạ, chăm lo cho muôn dân, trong khắp đại hoang, không ai không thần phục. Cho đến khi bàn cổ quy tiên, thì chiến tranh trong thiên hạ một nhiều, dân chúng hỗn loạn. Tây Viêm dốc hết sức mạnh, đã thu phục Trung Nguyên. Vua Sáng Tôi Hiền, muôn dân được no ấm. Giờ đây Tây Viêm kế thừa mệnh trời, dẫn quân về phía nam, tiến vào Hạo Linh, giữ gìn thiên hạ. Lo lắng người dân không biết, lại gây nên thù hận không đáng, cho nên thông báo trước. Quân đội đến, người dân không cần trốn chạy, ta nghiêm khắc ra lệnh, không được hại đến một sợi tóc. Những người ai dân bằng lòng trở thành thần thì dân, đối đãi không khác gì con dân Tây Viêm. Vì thế ta muốn thông báo, để mọi người đều được biết. Tháng 3 âm lịch, vào ngày trăng bán nguyệt đầu tháng, dưới sự chỉ huy của Xích Thủy Phong Long, vào ban đêm, Xích Thủy hiến quân tấn công Hạo Linh, bằng tốc độ nhanh như chớp, đã chiếm lĩnh được kinh độ phía nam Xích Thủy. Ngày hôm sau, Tây Viêm Vương lệnh Chốt Thủy Phong Long làm đại tướng quân, xuất quân tấn công Hạo Lan mọi phía. Quân Tây Viêm liên tiếp áp đảo mạnh mẽ, chỉ trong 3 ngày đã liên tiếp được 2 thành trì của Hạo Linh. Toàn bộ đại hoang chấn động mạnh mẽ trước sự thay đổi lớn lần này. Nghe nói Ngô Cương tướng quân đã liên tiếp chiếm được trại thành trì của Hạo Linh rồi đấy. Phải cả hơn vạn năm nay Hạo Linh không có chiến tranh với nước khác, kể cả lúc đầu có là một thanh bảo đao thì cũng rỉ sét mất rồi. Tây Viêm chúng ta thì không thế, từ lúc lập quốc đến nãy vẫn luôn chinh chiến trên sa trường, Hạo Linh làm sao mà chống cự được. Đúng vậy, cứ thế này thì việc Xích Thủy tướng quân dẫn quân chiếm được Hạo Linh quốc là chuyện nay mai thôi. Lát nữa nhớ lấy xem cho kỹ vào rồi hãy điền nhé. Nhất là chỗ này này, lần nào cũng bị nhầm ở đây. Ngoại tổ phụ, tiểu yêu, cảnh, sao hôm nay mấy thầy thuốc đó cứ là lạ thế? Thương Huyền chưa trả lương cho họ à? Bọn họ làm ăn chẳng nhiệt tình gì cả. Sao thế? Tiểu yêu, bọn họ ngoại tổ phụ, hai người có chuyện giấu con đúng không? Có gì khác lạ thế? Gái lớn thì phải gả chồng thôi, có gì lạ? Thì cứ đi hỏi Thương Huyền đi. Ta và Cảnh không muốn mang tiếng làng hiểu chuyện đâu. Lát nữa, để Cảnh chơi mấy ván cờ với ngoại tổ phụ nhé. Con sẽ xuống bếp chuẩn bị mấy món ngon cho hai người. Được thôi, Miêu phủ, mời bệ hạ đến dùng cơm tối. Vâng. Ngồi đi. Cung thừa ân. Bệ hạ, có tin gấp từ Tiền Tuyến. Sáng sớm hôm nay Cân Tây Viêm đánh úp tướng bất ngờ giữ Ngọc Thành là Thường tướng quân ra cùng không địch với nổi quân Tây Viêm. Ngọc Thành đã thất thủ rồi mới khai chiến được bao lâu đâu mà chúng ta đã liên tiếp 3 thành trì rồi. Phải làm sao đây? Đám quân phòng thủ này kiển vô dụng quá đi mất. Lẽ nào lại trơ mắt ra nhìn quay Tây Viêm đánh đến Vương Đô. Tên nhãi Thương Huyền nói khai chiến là khai chiến. Đúng luôn là đồ vong ơn phụ nghĩa, vô liêm sỉ, lòng lang dạ thú. Sớm biết có ngày hôm nay hồi đó không nên để hắn sống sót rời khỏi Hạo Linh. Đắc Ái Khanh nói năng rôm rã thế thì chắc cũng bàn bạc xong kế hoạch đối phó với quân địch rồi nhỉ. Nếu không có kế hoạch đối phó thì chắc cũng phải có tướng nằm ra nghênh chiến với địch chứ nhỉ. Bệ hạ, thần nguyện dẫn quân ra trận. Thần cũng xin được ra trận. Bệ hạ,
Thần được bệ hạ lòng dạy bảo nhiều năm, giờ đây cuối cùng cũng quốc dụng võ rồi, xin bệ hạ chuẩn cho thần được ra trận, xin bệ hạ ân chuẩn. Nhục Thu: Trẫm lệnh cho con làm chủ soái. Tần Mang đi tiên phong, dẫn quân ra trận. Bốn bộ tộc Thanh Bao Hổ, Thường Hy, Hy Hòa đều phải nghe thuận lệnh điều động. Thần tuân lệnh. Đây là món đồ chơi ta học được lúc ra ngoài đấy. Nếu muội không thích thì cũng coi như xem thứ mới mẻ nhé. Chính tay ca ca bệnh. Tất nhiên là ta thích rồi. Chỉ tiếc là không phải mùa đông giá đen, không thấy hoa mai. Vương Cơ: đây là chuyện phụ vương và Thương Huyền, không liên quan gì đến con. Thương Huyền vẫn luôn là ca ca của con. Phụ vương, nếu huynh ấy đã khai chiến với người cũng không cần ca ca này nữa. Phụ vương nhận huynh ấy làm đồ đệ, hết lòng dạy dỗ huynh ấy. Nhưng sao huynh ấy lại tàn nhẫn như thế? Ngoài là đồ đệ của ta, Thương Huyền còn là vua của Tây Viêm nữa. Nếu nó vì chút tình riêng mà quên đi trách nhiệm của hoàng đế thì ta mới thất vọng về nó. Còn tỷ tỷ thì sao? Sao tỷ tỷ không ngăn cản huynh ấy? Cho dù tỷ tỷ không phải con gái ruột của phụ vương, thì dù gì tỷ ấy làm Hạo Linh Vương Cơ bao nhiêu năm như thế. Lẽ nào tỷ ấy mong muốn Linh bị hủy diệt sao? Ca ca, trước kia ta nói là ăn món này mà. Ta nấu hết đó, huynh ăn nhiều vào đấy. Hôm nay ta phát hiện ngoại tổ mấy thầy thuốc đều vô cùng kỳ lạ. Ca ca, huynh có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì không? Thực ra chỉ cần ta xuống núi một chuyến thì chắc chắn sẽ biết rõ tất cả thôi.
nhưng ta mong là huynh nói cho ta. Ta đã hạ lệnh xuất quân tấn công Hạo Linh. Hương Huyền, huynh nói gì cơ? Ta đã hạ lệnh xuất quân đánh chiếm Hạo Linh. Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, đánh cờ với ta đi. Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, muội mở cửa ra, muội nghe ta huynh nói gì đây? Lẽ nào ta phải nghe huynh nói là năm đó huynh bị các thúc đến đường cùng là Hạo Linh Vương đã thu nhận huynh sao? Lẽ nào ta phải nghe huynh nói nhận huynh làm đồ đệ, dạy huynh đánh đàn, vũ trụ, dạy huynh trải nghiệm, giỏi theo cuộc sống xử lý người dân, giúp trị, huấn luyện ám vệ sao? Tiểu Yêu, muội không hiểu đâu. Ta không hiểu. Thế huynh nói để ta hiểu đi. Lẽ nào những lời ta đều là giả sao? Tiểu Yêu, những chuyện muội nói, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện muội không biết được đâu. Nếu không phải do lời nói thì ông ta không trở thành trẻ mồ côi, ông ấy cũng sẽ không cần phải thu nhận ta, sẽ không phải lưu lạc khắp nơi ở Đại Hoa. Huynh nói gì cơ? Ta không hiểu. Năm đó, sau khi cô âm mưu của thần Vinh Viêm Hào đã ngay lập tức xin Hạo Linh Vương cứu cha ta. Bệ hạ, Tây Lăng Hành, xin bệ hạ cho ta mượn một đội để cứu trọng ý. Nàng đứng dậy trước đã. Bệ hạ, lời của Vương Phi nói thì dễ, nhưng quân đội của thần tộc các nước vô cùng quý giá. Vương Phi lấy gì để đảm bảo quân lính của Hạo Linh chúng ta được an toàn? A Hành, ta chặt ngón tay thề rằng sẽ đảm bảo an toàn quân lính Hạo Linh. Xin bệ hạ cho ta mượn một đội quân. Cô tự chặt một ngón tay, hề độc để tha thiết xin Hạo Linh Vương cứu cha ta. Nhưng ông ấy đã từ chối. Tiểu Yêu, ông ấy đã từ chối. Thảo nào khi đó ta hỏi mẹ sao lại bị đứt ngón tay, bà ấy không nói cho ta biết. Thì mẹ ta đã viết thư hòa ly, để hòa ly với phụ vương. Còn nữa, Hạo Linh cũng đã tham dự vào cuộc đại chiến giữa A Tây Viêm và thần Hạo Linh Vương, chắc chắn chuyện cũng cha liên và quan mẹ đến của muội phải, người sống kẻ chết trên chiến trường. Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, có thể những chuyện này cũng không hoàn toàn trách sư phụ được. Nhưng mỗi lần ta nghĩ đến cha ta có thể không phải chết, mẹ ta cũng không cần phải vẫn trước mặt ta, tổ mẫu có thể sống thêm vài năm nữa, cô không phải chết trên chiến trường, muội không rời xa ta. Ta thực sự không thể nào chỉ coi ông ấy là sư phụ của ta được.
Thái Tôn. Ta, chuyện giữa hai huynh muội bọn nó thì để bọn nó tự giải quyết đi. Thương Huyền là đế vương, có thể cho phép tiểu y lấy chén rượu ném nó, còn khổ sở xin nó tha thứ nữa. Nhưng chưa chắc đã cho phép một người ngoài nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của nó đâu. Từ nhỏ, Thương Huyền và Tiểu Ỷ trải qua những chuyện thăng trầm, gần như mất hết tất cả người thân. Mấy năm nay, hai đứa nó như hình với bóng, nương tựa lẫn nhau. Có nhiều lúc, trước mặt bọn chúng, ta cũng chỉ là người ngoài thôi. Vãn bối hiểu rồi à, tạ ơn Thái Tôn bên vực, cậu là một đứa trẻ thông minh. Ngồi đi. Tiểu yêu. Tiểu yêu, muội mở cửa ra được không? Muội mở cửa đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp. Thảo nào huynh hận ông ấy. Nói đến mức ta cũng muốn ông ấy rồi đây, ta hận ông ấy. Nhưng ta cũng hiểu cho ông ấy. Tại sao? Bởi vì là một đế vương, đây là lựa chọn duy nhất ông ấy buộc phải làm theo. Ta tin ông ấy coi đại bán người bạn tốt nhất, coi cha ta là đệ đệ, và cũng thật lòng thích cô nữa. Nhưng mỗi lần đứng trước sự lựa chọn, ông ấy đều sẽ vì nghĩa lớn mà hy sinh tình cảm riêng. Vì ông ấy là vua một nước ư? Đúng thế. Họ của chúng ta đã quyết định những trách nhiệm mà chúng ta bắt buộc phải gánh vác. Đúng thế. Mẹ ta cũng thế. Vì để những đứa trẻ Tây Viêm không mất đi mẹ, kết quả ta lại mất mẹ. Mẹ ta, bà ấy có thể vì đại nghĩa mà bỏ rơi ta. Vậy Hạo Linh Vương là vua một nước, vì đất nước mà từ bỏ tình cảm riêng, thì có gì không đúng chứ? Ta chọn đánh Hạo Linh, vì ta cũng là một vị đế vương. Đây là quyết định ta bắt buộc phải làm. Ta tin là sư phụ cũng hiểu cho ta. Tiểu yêu, muội có hiểu cho ta không? Ta hiểu. Là vua một nước vinh không làm sai. Nhưng ta hiểu không có nghĩa là ta không buồn. Huynh và mẹ ta và Hạo Linh Vương tuyệt định đúng giống nhau, nhưng huynh cũng giống như họ, không hề quan tâm đến cảm nhận của ta. Nếu huynh đã không quan tâm cảm nhận thì huynh đi đi. Ta không muốn gặp huynh đâu. Từ nay về sau, đỉnh Tiểu Nguyễn không hoan nghênh huynh nữa đâu. Tiểu yêu, Tiểu yêu, ta quan tâm cảm nhận, ta quan tâm đến nhận của muội mà. Tiểu yêu, Tiểu yêu, ta quan tâm đến nhận của muội mà. Tiểu yêu, muội mở cửa ra được không? Ta quan tâm đến cảm nhận của muội mà. Tiểu yêu, Tiểu yêu, ta quan tâm đến nhận của muội mà. Ta quan tâm đến nhận của muội mà. Lui xuống đi. Vâng. Bệ hạ đâu? Nương nương, bệ hạ đến đỉnh Tiểu Nguyệt dùng bữa tối, mãi vẫn chưa về. Vị vương cơ giả đỏi nhất là làm bộ làm tịch, sợ là biết Tây Viêm xuất quân đánh Hạo Linh, lại làm mình làm mẩy rồi. Bệ hạ đã quyết tâm, nếu nữ nhân đó không biết điều, gây chuyện với bệ hạ,
mối quan hệ giữa hai người trở nên xa cách. Trong lòng đàn ông, tình cảm làm sao vượt qua được quyền lực và tham vọng? Ta không tin lần này bệ hạ vẫn không ghét bỏ cô ta. Nương nương, không sao. Thương Huyền thề, Tiểu Yêu thề, cùng Thương Huyền ca ca, cùng Tiểu Yêu muội muội tin tưởng lẫn nhau, cả đời chăm sóc lẫn nhau, mãi mãi không xa rời. Điện Triêu Vân. Thương Huyền, chúng ta cùng nhau về nhà, được, cùng nhau về nhà, khó mà trốn tránh. Ta đứng ngoài cuộc, đừng cử động. Tiểu Yêu, không được. Đừng cử động, tránh ra. Ta là Hạo Linh Vương Cơ, bọn họ không dám giết ta. Tin ta, tin ta. Dưới ánh trăng cô quạnh mỗi đêm, dĩ vãng sống dậy như khói lửa. Trong hồi ức ngập tràn hình bóng người, tập hợp mọi sự ngang ngạnh. Ngoại tổ mẫu từng dặn chúng ta để chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Quên rồi à? Được, vậy ta sẽ thật cố gắng tranh đấu để muội dựa dẫm cả đời. Nhung nhớ dày đặc, giữa đất trời chỉ có người, đánh đổi sự kiêu ngạo để nắm tay nhau trọn đời. Dân tặng con tim biệt ly, mong có ngày về. Những gì dằn dặt mãi không dứt, hãy bỏ lại trong dòng thời gian. Tiễn một người đi ngao du, cần một cuộc gặp gỡ. Nơi ấy vô vàn những nỗi nhớ, đợi cơn mưa trút xuống. Dưới ánh trăng cô quạnh mỗi đêm, dĩ vãng sống dậy như khói lửa. Trong hồi ức ngập tràn hình bóng người, tập hợp mọi sự ngang ngạnh bướng bỉnh của thế gian. Trong dòng thời gian loi từng khoảnh khắc, nhung nhớ dày đặc, giữa đất trời chỉ có người, đánh đổi sự kiêu ngạo để nắm tay nhau trọn đời. Nắm tay nhau trọn đời. Bệ hạ, đã đến thời gian lên triều. Mời rồi. Mời người về đỉnh Tử Kim. Bệ hạ, trên trán người có vết thương, trước khi lên triều cần xử lý vết thương. Thay quần áo đã. Tiểu Yêu, ta về giải quyết việc triều chính đã, đợi sau khi hạ triều ta lại đến tìm muội. Đại quân Tây Viêm liên tiếp đoạt được 6 thành trì của Hạo Linh. Chúc mừng bệ hạ.
cũng đã đến lúc Diêm bớt tốc độ tiến quân. Bệ hạ, chúng ta đã đánh thắng trận, sao không thừa thắng xông lên? Đánh nhanh tuy có thể thắng nhanh, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Trẫm không muốn những thành trì rách nát vì bị khói lửa chiến tranh bao trùm và những người đâng tràng căm hận với Tây Viêm. Nếu giảm bớt tốc độ hành quân, sẽ sắp xếp thế nào cho những chiến sĩ không đánh trận? Mùa mưa của Hạo Linh sắp đến, sẽ lập tức vào mùa nước lên, chẳng thể tránh được lũ lụt thiên tai. Truyền ý chỉ của trẫm, những chiến sĩ không ra trận lại Hạo Linh, giúp người dân khơi thông sông ngòi, gia cố đê điều. Vâng thưa bệ hạ. Sao trên mặt bệ hạ lại có vết thương? Kim Huyên, thưa vương hậu nương nương, gần đây bệ hạ mệt mỏi quá, hôm qua lúc xem tấu chương, ngủ gật, không cẩn thận đụng vào giá nến, làm trán bị thương. Chắc là bệ hạ lo lắng chuyện tiền tuyến, đã rất lâu không nghỉ ngơi tử tế, các ngươi hầu hạ bên cạnh người phải để tâm hơn mới đúng. Nương nương dạy bảo đúng ạ, nô tỳ nhất định nghiêm túc làm theo. Chỗ ta vẫn còn một Ưng An thần thượng hạng, lát nữa ta cho người đến tẩm cung của bệ hạ. Bệ hạ đã từng nói là đùng hương an cho Thương Dương nương nượng tay điều chế rất dễ ngủ, vậy để ta sai người hầm một ít canh bổ dâng lên cho bệ hạ. Nếu đã muốn dâng đồ lên bệ hạ, các người lui xuống chuẩn bị đi, thần thiếp cáo lui. Ngươi nói thật xem, có phải bệ hạ bị thương ở đỉnh Tiểu Nguyệt? Đỉnh Tiểu Nguyệt? Không biết nương nương nghe thấy sai sự thật này từ đâu? Khổng Sược, là bổn cung hỏi ngươi, hơi ngươi hỏi bổn cung. Thưa nương nương, bệ hạ va đầu bị thương trong thư phòng, chứ không phải bị thương tên đỉnh Tiểu Nguyệt. Ngươi là người thông minh, nghĩ cho kỹ rồi trả lời bổn cung. Rốt cuộc vì sao mặt bệ hạ bị thương? Nô tỳ nào dám nói đốt trước mặt nương nương. Nếu nương nương không tin nô tỳ, có thể hỏi những người trực tối qua để hỏi. Nếu nô tỳ nói dối câu nào, xin chịu trừng phạt. Lui xuống đi, hầu hạ bệ hạ cho tử tế. Nếu còn để bệ hạ bị thương, cũng không cần ngươi ở bên hầu hạ nữa. Xin tuân theo lời dạy của nương nương. Nô tỳ xin lui. Vì không có được một người đàn ông mà đánh mất chính mình, có đáng không? Ngươi nhất định phải đi. Vâng, thuộc hạ muốn rời khỏi núi Thần Vinh. Ngươi nghĩ đến hậu quả chưa? Những năm gần đây, thuộc hạ thu thập tin tức cho bệ hạ, luôn ở bên cạnh bệ hạ, biết quá nhiều chuyện. Thuộc hạ biết chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Nếu bệ hạ muốn thuộc hạ chết, thuộc hạ tình nguyện chết. Nếu muốn đi, uống ly rượu này đi.
trẫm có chỗ nào làm chưa tốn, ngươi muốn rời đi, thưởng phạt không rõ ràng, không ban thưởng công lao, hay còn chỗ nào chưa làm ngươi thiệt thòi? Nếu đã không có, sao ngươi lại thà chết vẫn muốn đi? Ban đầu ta đến bên cạnh bệ hạ là do được người ta nhờ vả. Nhưng những năm gần đây, ta ở bên cạnh bệ hạ, ta nghe mắt thấy, chuyện nào bệ hạ làm cũng đều rất tốt. Bởi vì làm quá tốt, nên ta đã động lòng, thích bệ hạ. Bệ hạ đối xử với ta rất tốt, nhưng không phải cái tốt mà ta muốn. Cái tốt mà ta muốn, bệ hạ không cho ta được. Nếu ta cứ mãi ở như trong vậy, cung tử kim, sợ là sẽ bị tham vọng của bản thân, lòng đố kỵ không cam lòng, biến mình thành một kẻ xa lạ. Đây không phải là rượu độc. Vừa rồi là ly rượu cảm ơn. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi bao năm qua. Trẫm dám dùng ngươi thì dám tin ngươi. Hơn nữa những gì trẫm làm tuy không dám nói là đàng hoàng, nhưng cũng không thẹn với lòng. Tại sao phải dùng cái chết để che giấu? Ngươi không muốn ở cung tử kim nữa, có bằng lòng giúp trẫm đi khắp các nơi trên đại hoang, thu thập tin tức của thiên hạ? Thuộc hạ đồng ý. Ly rượu này là ly rượu tiễn biệt. Ở Đại Hoang có nhiều đàn ông tốt. Ngươi mở lòng mình ra, nhìn khắp thiên hạ, nhất định sẽ tìm thấy người trong lòng. Ta cũng nghĩ như vậy. Mở lòng ra, sẽ thấy con đường rộng mở. Hẳn là ta sẽ thấy được cảnh tượng mới, con người mới, quên được bệ hạ. Trưởng tộc, thuộc hạ đã tìm người giỏi về hạ cổ để hỏi khả năng vương cơ của trùng phu thê trong truyền thuyết Bách Lê. Nếu có một người bị thương, người còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sẽ ảnh hưởng đến mức nào? Có thể sẽ chết. Tây Viêm sớm muộn sẽ vây quét đội quân thần vinh còn sót lại. Sợ rằng lúc đó Tương Liễu sẽ phải sớm giải cổ trùng trong người tiểu yêu mới được. Sao nghĩa phụ vẫn chưa nghỉ ngơi?
không phải con cũng chưa nghĩ sao? Con ra đây xem thôi. Cũng không biết có thể xem cảnh tượng ngàn ngọn đèn trong trại đến khi nào. Nếu Tây Viêm Vương chiến thắng cuộc chiến giữa Tây Viêm và Hạo Linh, mục tiêu thảo phạt tiếp theo chính là chúng ta. Con cũng biết chúng ta chẳng có cơ hội quân đội Tây Viêm. Con biết chúng ta là thần tử của thần Vinh. Đánh đến quân lính cuối cùng là trách nhiệm của chúng ta. Con không cần phải ở lại. Cùng chúng ta đi đến chỗ chết. Những gì con làm cho nghĩa quân thần Vinh sớm đã trả hết. Chút ân tình ban đầu con nợ ta rồi. Con nên nghĩa phụ. Thôi vậy, cũng chỉ là cái chết. Có gì đâu. Tổ phụ, tiểu yêu lại không ở nhà à? Gần đây nó cứ đi sớm về muộn. Có lẽ không chỉ hôm nay không ở đây, mà ngày mai ngày kia đều có thể không ở đây. Con biết muội ấy đang trốn con. Biết là người ta thấy phiền, mà ngày nào cũng đến. Tổ phụ, để con. Cho dù tiểu yêu không ở đây, con cũng đến thăm người mà. Con có thể cùng người đánh cờ, uống trà. Thái độ cũng nghiêm chỉnh đấy. Nhưng đường đường làm vùng làm đến mức như con, cũng thật là ấm ức. Trên triều con đã làm hết mọi việc một nước nên làm. Về nhà, lúc nên ấm ức thì cứ ấm ức thôi. Hồi xuân đường, tiểu thư, về đỉnh Tiểu Nguyệt ạ. Không về. Vậy đi đâu đây? Đi loanh quanh vậy. Tương Liễu, linh lực ngươi cao cường, có 9 cái mạng, nhưng tiểu yêu lại không như vậy. Ta chỉ muốn xác nhận một chuyện. Nếu tính mạng ngươi bị đe dọa, tiểu yêu có bị ảnh hưởng không? Đợi lúc nào ta chết là sẽ biết thôi. Ta không muốn đợi đến lúc đó. Mong ngươi giúp đỡ cổ trùng cho tiểu yêu. Ngươi muốn điều kiện gì ta cũng giải được. Năm đó Thương Huyền giải được. Vì sao tiểu yêu lại không? Thương Huyền là Thương Huyền, ta là ta. Không giải được là không giải được. Chỉ cần ngươi giải cổ cho tiểu yêu, ngươi cần bao nhiêu lương thảo ta cũng có thể cho ngươi. Năm đó ngươi bỏ ra 30 năm lương thảo. Đã đủ rồi. Ngươi muốn bỏ ra, nhưng nghĩa quân thần Vinh lại chẳng còn cái 30 năm kế tiếp nữa. Không còn cách nào giải được cổ trùng à? Không. Xỉu, mở. Xỉu, xỉu. Tương Liễu,
cô nương đi theo ta lâu như thế, có chuyện gì thế? Cô nương lẻo đẻo theo đuôi như vậy, hay là có ý với ta? Khương Liễu, huynh đừng giả vờ nữa, ta biết là huynh. Cô nương không biết hai chữ dè dặt viết thế nào sao? Không buông ra. Đừng trách ta không khách sáo. Được, vậy huynh cứ không khách sáo đi. Dù sao ta đau, huynh cũng đâu dễ chịu gì. Huynh có nhiều khuôn mặt vậy cơ à? Những năm tháng trôi mang nặng thân ta, không hỗn loạn, cũng chẳng bi thương. Đi khắp hồng hoang, thiếu vắng ánh mắt nàng, chỉ còn lại hư không. Sương gió lướt qua quãng đời ta, không tranh giành, cũng chẳng mất mát. Tắm mình trong nắng gắt, thiếu đi ánh nắng của nàng, bầu không khí chỉ còn lại hơi nóng. Vạn vật đều tăm tối, chỉ có ánh mắt nàng rực sáng. Nương theo lòng mình nhìn ngắm ánh dương phương xa, trong mắt chất chứa bi thương, chỉ có khuôn mày nàng cong cong. Đợi nàng cùng uống một chén trăng đêm, lúc đến kéo theo gió mưa, khi đi mang theo bốn mùa. Vắng bóng nàng, phong cảnh đẹp đến mấy cũng héo hon. Thuở ban đầu ập đến mãnh liệt, ngày sau lại hối hả rời đi. Nàng không tới, trời đất đẹp đến đâu, cũng hoang tàn.